Má làm con cặc gì không cài cạc tiền dữ gì trời. Mưa gió mấy ngày nay không có đi làm gì được hết trơn. Gặp thêm Covid nữa. Không lẽ giờ đi ăn trộm. Được á thì lên hương, còn không được á thì lên phường. Không được, má lên phường nó xúc vô con họng không còn chịu không nổi đâu. Phải chi giờ có ai tốt bao cho chơi bịch năm ha. Má tới cử nữa ông nội ơi. Phải đó không có vợ là được rồi. Giờ có vợ làm chi rồi, hai đứa đập đá chung giờ tiền đâu bao nó này không biết nữa. Mà không được, đập ên là nứng là đủ mà ai đâu cho chơi. Suy nghĩ coi, hay là vô bệnh viện bán máu ta. Bọc cũng được 250. Ê mà không được, lỡ mà thử cái dương tính cái thấy mụ nội luôn. Má nó gà, còn có 30 ngàn. Chắc mua keo con chó hít luôn quá. Nghiện thì nghiện, chứ nghèo cho sạch gách cho thơm. Không bao giờ đi ăn trộm. Quên nữa, bà già mình còn chiếc xe đạp để đi chợ. Xin lỗi rồi mẹ, con trai bất hiếu.